Chào buổi sáng Duyên An. Sáng nay sau khi thiền hành, mình ghé nhà của cô hàng xóm với một mương hoa súng tím nở ngập tràn bát ngát. Ngôi nhà lặng lẽ dưới tán dừa lâu năm, bình an nhẹ nhàng. Đây là một ôm hoa súng tím cô ấy vừa mới tặng. Trưa nay sẽ có thức ăn là rau hoa súng. Đây, mỗi căn nhà miền Nam á, thường có một ao phía trước, vườn rau ao trước. Đây là cái ao phía trước nhà cô, ao hoa súng tím lung linh. Bên cạnh hàng dừa êm đềm tỏ bóng, cuộc sống của người nông dân bình dị an vui với ruộng vườn. Người ta nói có câu bán bà con xa mua láng giềng gần. Mình muốn giữ cái mối thâm tình với người hàng xóm để mảnh đất này trở nên thân thiện. Đây là con vện. Không, cô cho mình con chó con á. Con chó con của mình giống y chang bạn này nè. Vện, vện ơi. Đây, chú chó nè. Bình thường sủa dữ lắm, giờ quen rồi thì queo à. Cưng không? À. Hai bạn nhỏ này nè, bạn đen. Bạn này giống đốm nâu. Đây, bạn này như em Tiger. Nhỏ xinh. Sớm cho mấy thân chuối, chuối hột để về trồng. Đang hôm nay có một món. Chào chú ba, nay đi qua hàng sớm xin cây. Bước chuối về nhà trồng. Đây là đội quân của Duyên An, nón xám. Nón xám áo lam. Đây bấn chuối nè. À, hứa hẹn một năm sau sẽ một cái vườn chuối. Đây là sinh giống của hàng xóm. Hoa súng nhìn cưng không? Đây, hôm nay mình có một chiến lợi phẩm. Ký ức tuổi thơ lung linh hiện về ngọt liệm. Đây là cây trứng cá. Trái quá chừng trái luôn. Cây trứng cá của cô. Nãy giờ mấy cây nhỏ nhỏ, mấy trái phía dưới mình thấy gần hết rồi. Hay như cái tán dù, trái rất là xinh, rất là đẹp. Trứng cá. Ô, đây là chú hàng xóm đang cho một cái gốc, mấy cái gốc lục bình, ủa cái cây con súng về trồng. Đây là chú nhổ nguyên cái gốc luôn, lá rất là đẹp. Ôi, cây này là trồng là mười mốt sẽ thành một ao lung linh luôn. Con nó bị lớn vậy đó. Dạ, vậy là khỏe lắm, nó trồng lên ngon đó chứ. Chứ khoảng cái mương trong đó nó không có nước, cạn queo à. Dạ. Dạ đây nó mới có nước. Đây sâu lắm hả chú? Đây cũng thước mấy. Dạ, thước mấy nên là cái cây nó mới cao vậy hả? Ừ. Mấy chỗ cạn cạn tôi đâu có trồng. Dạ. Ủa cái mé sông bên kênh bên kia thả xuống nó sống không chú? Ở đâu? Ở bên cái kênh đó. Ở bên ông bà hả? Dạ. Không được. Nó trôi đi mất hả? Nó không. Nó không có trôi mà đều có cái đó nước nó lên xuống rồi. Dạ. Thấy không? Để con trồng vô cái ao sen. Lựa cái trong vườn ấy. Nhét dạ. Cho nó ấy sợ nó nổi chặt cái mốc tre á. Dạ. Gài nó lại hay.
chặt bắp tre cái máng này rồi đó, cái nhận cái gọi có từ thấy cái bắp tre nhận thấy chú thả chừng con nhìn hai cái hồ của chú con mê quá quá chừng luôn. Chú trồng hầm sâu chừng nào dạ. Hầm sâu chừng nào là cái cây nó dài chừng đó hả chú? Dạ. Đây cái hầm này chắc sâu lắm, nó dài tới cả mét luôn. Hơn dạ. Cái này nó từ lỗ đây nè. Đi đó. Thì sáng nó mất lên nó kè đường đừng lỡ đá cho dạ. Cảm ơn chú. Con có giống mới rồi. Con này to quá. Đây mỗi lần mà muốn ăn bông súng là phải lội ở dưới, nó rất là cực. Mà người dân á, bán á, rẻ lắm. Mà ở đây cô không có bán, cô cho mình nguyên một ôm luôn. Chào bạn. Hôm nay là đội quân nhà mình đi thăm hàng xóm mà đem về chiến lợi phẩm nhiều quá. Chiến lợi phẩm nào là chuối giống nè, nào là ông súng nè, rồi tự nhiên quên tên mất tiêu, cái trứng cá. Tự nhiên quên tên mất tiêu, nãy giờ ăn ngập miệng rồi mà bây giờ quên. Một không gian rất là êm đềm bên bờ sông. Cuộc sống của người dân Củ Chi ở đây, dân địa phương ở đây đa số phần là không khí, không gian trong sạch á, nên là mình thấy những tiền bối rất là cao tuổi mà rất là khỏe, giống như chú hồi nãy á. Chú hồi nãy chắc trên 70 hả chú? Trên 70. Chú trên 70 mà mỗi sáng chú cứ ở trần vậy đó. Chú lội bờ suối rồi thăm ruộng, cứ trần trụi như vậy đó. Bảo ngày vậy. Hình như ở đây á, cái con Covid này nó sợ mọi người, nó tránh xa hay sao á. Bình an, lặng lẽ, rồi rất là khỏe mạnh. Cây trái ở trong vườn nè, trồng xong rồi à, sẽ là những cái trái cây ngon, cuốn Phật. Không khí thanh tịnh. Chúc mọi người một ngày mới bình an, lan tỏa niềm nhiên an.